thấy rằng sống ở nước Mỹ nó khó quá. ạ? Và mấy cái lý do tại sao mà tôi cứ than phiền về nước Mỹ, và đi xa hơn thì ông Ngô Kỳ ông ấy mắng rằng thì là tại sao anh khen nhà cầm quyền Việt Nam anh không về thế đó để sống. Mình ở cái chỗ đó. Đấy đấy, cái vấn đề nó là thế này: khi chúng ta qua Mỹ đó thì chúng ta hiểu nước Mỹ một cách khác. Đúng rồi. Mà không ngờ rằng cái nền tư bản của nước Mỹ đó nó đã làm méo mó cái bộ mặt của nước Mỹ, thành ra đây là những các cái đây là những các cái thừa thằng lừa đảo. Thành ra đó, ông anh nhìn xem, suốt ngày nó chỉ là cái những thằng bán bảo hiểm, nó Đúng. chỉ là những thằng Nguyễn Văn lừa Soạn, luật bán sư. không, nó chỉ là những thằng mà làm chứng gian thôi, nào Đúng ngạ, rồi. nào là cái bột này tốt, nào là cái sữa này tốt, nào là cái này em vừa mới uống của ông này một Xin cái lỗi. mà em thấy nghĩa là tỉnh ngay, em trèo lên được ngay lập tức kìa nhá. Thì tất cả những các cái đó, cái xã hội tư bản này này, Lão. mình hiểu lầm họ, mình hiểu lầm họ, cho nên mình mới mới mang thân mình tới cái đất nước này. Nhưng mà cuối cùng thì mình mới biết rằng thì là cái đất nước này đó, cái bộ mặt thực của tư bản đó, cái bộ mặt thực của tư bản đó, nó méo mó. Cho nên tôi mới thấy rằng thì là cái ông Donald Trump đó, là ông ấy đánh vào cái sào huyệt của bọn tư bản, của bọn truyền thông là việc đầu tiên. Và rồi thì giờ này đó ông ấy sẽ còn tấn công nhiều chuyện nữa, để mà mang lại cái giá trị cho nước Mỹ, trả lại cái niềm kiêu hãnh của nước Mỹ. Tới cái lúc mà bà Hillary rồi đảng này đảng kia đó thì nó là cả một hệ thống lừa đảo, đúng không ạ? Thành ra nếu mà mình tranh đấu để có một nền dân chủ như là nước Mỹ cho tới giai đoạn bà Hillary đó thì tôi thấy rằng thì là nó không phải là nước Mỹ mà chúng tôi chờ đợi, chúng tôi suy nghĩ. Và chính vì vậy, chính vì vậy mà mình mới nghĩ rằng là tại sao ông Donald Trump ông ấy đắc cử, ông ấy nghĩa là như là trẻ tre. Mình mới hiểu rằng tại sao Obama khi mà vừa mới lên một cái đó thì ông ấy đã được giải Nobel nhân quyền, đúng không ạ? Là bởi vì rằng thế giới nó vỗ tay nó bảo đây mới đúng là nước Mỹ. Một cái anh da đen vớ va vớ vẩn ở Kenya mới gì đó, Mới có 2 năm làm thượng nghị sĩ mà đắc cử. mà nước Mỹ, đây mới là cái lương tâm thực sự của nước Mỹ. Cho nên Obama đã là một cái bản lề để mà chuyển từ cái nước Mỹ cổ hủ, cái nước Mỹ bán hàng giả, cái nước Mỹ mà vắt chanh bỏ vỏ, cái nước Mỹ mà bỏ Việt Nam vân vân, và nước Mỹ mà bây giờ cũng lại còn nhảy ra binh thằng này ở Afghanistan, binh thằng kia gì đó, tất cả cái giờ này thì nước Mỹ cần phải cải tổ lại. Và tất cả những cái điều mà tôi nói về, hay là những người mà nói về nước Mỹ, đấy là chúng ta muốn xây dựng nước Mỹ, đây mới là hãy trả lại cái giá trị thực sự của nước Mỹ cho nước Mỹ. Nhân Bất Cường đã nói về cái đó. Nếu mà bây giờ đó mà giá mà ông Thiệu còn sống, ông Diệm còn sống lại được đó, và những cái ông tướng ông tá mà đã chết ở cái trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam của phía miền Nam đó, giá mà ông biết được nước Mỹ như thế này thì chắc là các ông đã không đánh giặc cho Mỹ, không đánh giặc dùng cho nước Mỹ.
Và tôi cũng, nhân bác Cường nói thì tôi cũng thấy, bây giờ chúng tôi ở đây rồi, chúng tôi thấy cái bộ mặt thật của nước Mỹ, chúng tôi mới tiếc rằng chúng tôi đã đi Mỹ. Vâng, thưa quý khán giả, cảm ơn bác Cường, cảm ơn bác Phương. Và đây, cái câu nói này rất nhiều người, và nhất là anh em Cờ Vàng, viên môn cử chúng tôi, tụi bay thích Việt Cộng, tụi bay liếm biết Việt Cộng, tụi bay về Việt Nam ở đi. Tôi hỏi tại sao lại chúng tôi không có quyền lựa chọn nơi ở? Chúng tôi đặt cái vấn đề trước đó. Đấy. Không phải là chúng tôi thích cái chỗ này hay gì, tôi chẳng thích cái gì hết. Tôi chỉ tìm cái tiện nghi cho cá nhân tôi. Thí dụ bây giờ cái tuổi bác Cường, bác Phương và tôi, không lẽ là chúng tôi phải về Việt Nam để mà bắt đầu cái cuộc đời lại bằng cái tuổi này? Mặc dù tôi bây giờ tôi bán cái nhà này đi, tôi có một số tiền nghĩa là mấy chục ngàn, 100 ngàn. Tôi đi về bên Việt Nam, tôi về tới Bình Dương chẳng hạn, tôi chỉ cần nghĩa là 60 ngàn, 100 ngàn, tôi có thể mua được cả một cái chung cư, để tôi cho người ta thuê, tôi giữ lại một cái căn hộ tôi ở cũng được vậy. Nhưng quý vị đặt lại cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe rất là quan trọng. Đó, bởi vì cái sức khỏe thôi. Đấy. Thằng em út tôi 49 tuổi nó chết. Tôi là anh cả này, còn sống đây, nhân dân. Và ở Việt Nam bây giờ đó, và ngay tại Mỹ nữa cũng vậy. Người ta nói rằng cái số người trẻ tuổi bây giờ chết vì tai biến mạch máu não nó cao hơn, là bởi vì những sự lo âu của con người. Thì bây giờ vấn đề sức khỏe của chúng tôi rất là quan trọng. Ở bên Mỹ đục búc cái điện thoại lên cái là xe ambulance tới chặn ngay cửa liền, trong vòng 5 phút. Trong khi ở Việt Nam đó, xe cứu thương bấm còi inh ngỏi lên, không có chỗ đi. Gặp ngay cái biểu tình Formosa nữa là chặn đường hết lối đi. Đấy. Thành ra bây giờ quý vị đừng câu hỏi là tại sao không về bên kia, tại sao không về bên này. Quý vị phải đặt cái câu hỏi là cái ông này ông nói như vậy có đúng không hay không? Cái chuyện đó đấy, nội dung của nó như thế nào có đúng hay không? Đừng cứ đặt vấn đề đi về Việt Nam, không phải tôi nói như vậy tôi phải về Việt Nam thế ở. Không ai bắt như vậy. Chẳng lẽ ông Trump như cái này dọn về Việt Nam ở luôn à? Bác Cường nói là ông sắp sửa xây. Tôi bảo đảm kỳ này xây một cái sòng bài và một cái khách sạn lớn nhất ở Việt Nam luôn. Ở đó mà... Và